Em Tuấn chào quý anh chị nha. Hôm nay em đăng cái video máy làm khuy sơ mi. Máy khuy Yuki 780 nha quý anh chị. Màu xám là 780 nha. Đó, máy là êm đẹp. Khuy Nhật chính hãng nha quý anh chị. Êm nha. Máy này đồ đạc là cùng cứng hết nha quý anh chị. Máy ok nha. Máy làm khuy sơ mi cùng tay. Máy làm khuy sơ mi cùng tay nha quý anh ơi. 780 nha. Đó, làm khuy đẹp luôn nha. Anh chị mua thì em thanh lý luôn nha. Máy đẹp. Máy kiểm tra vệ sinh bài bản. Máy chạy êm nha. Đó. Okay.